Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiên Phúc Lo. Thì trong video này Phúc sẽ giúp cho mọi người phân biệt được thế nào là pháo hoa và pháo hoa nổ. Thật ra nếu như mà các bạn có thời gian tìm hiểu và đọc cái nghị định 137 năm 2020 thì các bạn sẽ thấy là trong nghị định này nó phân rất rõ về cái trường hợp là như thế nào là pháo hoa, như thế nào là pháo hoa nổ. Thì trong cái nghị định này chúng ta sẽ xem tại một cái khoản 1 điều 3 của nghị định 137 năm 2020. Thì trong cái điều 3 này nó có quy định như sau: pháo là một sản phẩm có chứa thuốc pháo khi có tác động của xung kích tích cơ, nhiệt hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhanh mạnh sinh khí tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian gây ra tiếng nổ hoặc không gây ra tiếng nổ, bao gồm pháo hoa và pháo nổ. Như vậy đọc cái khoản này thì chúng ta có thể thấy rằng pháo được chia làm hai loại, đó là pháo hoa và pháo nổ. Như vậy pháo hoa là gì, pháo nổ là gì và thuốc chứa pháo là gì? Phúc xin được phép mời các bạn theo dõi tiếp. Thì đối với pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của xung kích tích cơ, nhiệt hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng sắc màu trong không gian. Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng sắc màu trong không gian được gọi là pháo hoa nổ. Đối với loại pháo nổ nào mà nó gây ra tiếng rít, tiếng nổ hoặc hiệu ứng trong không gian thì người ta gọi là pháo hoa nổ. Thì pháo hoa nổ này nó sẽ được chia làm hai loại, đó là pháo hoa nổ tầm thấp và pháo hoa nổ tầm cao. Đối với pháo hoa nổ tầm thấp á, thì nó sẽ có cái đường kính không lớn hơn 90mm. Và đối với cái tầm bắn của loại pháo hoa nổ tầm thấp này á, thì nó chỉ bắn được khoảng không vượt quá được 120m. Và đối với pháo hoa nổ tầm cao thì cái đường kính nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với pháo hoa nổ tầm thấp, bởi vì cái đường kính của nó lớn hơn 90mm và bên cạnh đó cái tầm bắn của nó có thể vượt qua khỏi 120m là một chuyện rất là bình thường. Vậy vừa rồi Phúc đã giới thiệu cho mọi người pháo hoa nổ rồi, thì mọi người sẽ thắc mắc là pháo hoa là gì. Thì pháo hoa nó cũng giống như pháo nổ thôi, nhưng mà nó khác nhau ở một chỗ, nó sẽ không gây ra tiếng rít trong không gian hoặc gây ra tiếng nổ. Ví dụ như là những cái loại mà cây pháo hoa ngắn ngắn vậy nè, mà chúng ta hay đốt trong những cái buổi lễ sinh nhật tiệc tùng rồi đó các bạn. Đó là những cái loại đó là nó không gây ra tiếng nổ trong không gian. Rồi, như vậy là chúng ta vừa phân biệt được pháo hoa và pháo nổ rồi đúng không? Thì bây giờ trong pháo hoa và pháo nổ thì chắc chắn nó sẽ có một cái thành phần, đó là thành phần thuốc pháo. Thì Phúc mời cả nhà mình xem một cái tư liệu sau đây để mà mọi người hiểu rõ hơn về thuốc pháo nha. Mọi người biết không, thuốc pháo nó sẽ bao gồm là thuốc pháo nổ và thuốc pháo hoa. Trong đó thuốc pháo nổ là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo nổ dưới dạng tác động của xung kích tích cơ, nhiệt hóa hoặc điện tạo ra phản ứng hóa học nhanh mạnh tỏa nhiệt sinh khí và tạo ra áp suất lớn gây ra tiếng nổ. Thuốc pháo hoa là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo hoa dưới tác động của xung kích tích cơ, nhiệt hóa hoặc điện tạo ra phản ứng hóa học nhanh mạnh tỏa nhiệt sinh khí và hiệu ứng ánh sáng màu nhưng không gây ra tiếng nổ. Như vậy thông qua những gì mà Phúc chia sẻ cũng như là những tư liệu kèm theo thì mọi người có thể thấy rằng á, là việc phân biệt sử dụng pháo hoa pháo nổ nó rất là đơn giản ở cái chỗ là nó có gây ra tiếng nổ hay không, đơn giản như vậy thôi. Và đối với những cái loại pháo hoa gây ra tiếng nổ thì nhà nước của mình vẫn cấm người dân không được phép sử dụng nha các bạn. Các bạn chỉ được phép sử dụng những loại pháo hoa nó không gây ra tiếng nổ thôi, và những loại pháo hoa này là những loại pháo hoa được kinh doanh bởi những cái đơn vị mà được nhà nước cho phép. Bên cạnh đó những cái loại pháo hoa này nó phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn để mà chúng ta sử dụng. Vì vậy mọi người lưu ý rằng chúng ta không nên quá khích trong việc sử dụng những loại pháo hoa nổ mà đi mua ở những cái đơn vị khác hoặc là nhập khẩu từ các nước này nước kia về mà chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước hoặc chưa được kiểm tra kiểm chứng. Thì lúc này có thể chúng ta sẽ gây ra những cái thiệt hại về người và tài sản, và bên cạnh đó chúng ta sẽ phải chịu những cái chế tài từ pháp luật nữa. Hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu vấn đề này. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn có thể comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Và đừng quên hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào.